gây tai nạn rồi bỏ chạy. Hành động này thời gian qua nhận rất nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có lẽ nó vẫn chưa thực sự có sức răn đe đến nhiều người. Bởi mới đây, khi di chuyển trên đường bằng chiếc xe tự chế của mình, một nam thanh niên đã kéo lê một đôi nam nữ ngã xuống đường và ngay sau đó là hành động phóng xe bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm. Theo hình ảnh ghi lại từ camera, đôi nam nữ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tự chế va trúng khi vượt lên trước. Cú va chạm xảy ra khiến cả hai bị kéo lê một đoạn rồi ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe tự chế lập tức phóng xe bỏ chạy, khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc xảy ra ngày 19 tháng 10 trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau đây là hình ảnh một vụ tai nạn nghiêm trọng đã được camera hành trình của ô tô ghi nhận lại tại Hải Phòng. Và kính thưa quý vị, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này chính là vượt đèn đỏ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người, đừng vì nhanh một giây mà chậm cả đời. Diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại khiến nhiều người không khỏi thót tim. Theo đó, hai người ngồi trên xe máy đi với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, sau đó đâm trực diện vào một chiếc container. Hai người đi xe máy sau đó đã nằm bất động trên đường. Vụ tai nạn được cho là xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào chiều ngày 19 tháng 10. Mới đây, sân trường của một trường trung học cơ sở ở Bắc Ninh đã bất ngờ xuất hiện hai vị khách không mời mà đến này, thưa quý vị. Hai vị khách này đã khiến một số em học sinh kinh ngạc, sợ hãi. Một số em tỏ ra thích thú và nhanh chóng dùng điện thoại của mình để quay lại khoảnh khắc có 102 này. Nhân vật chính trong đoạn clip này chính là hai chú bò. Có lẽ vì đây là lần đầu được đến trường nên hai chú bò tỏ ra rất phấn khích, nhảy nhót khắp sân trường. Tuy nhiên, sự phấn khích thái quá của chúng khiến nhiều học sinh phải hoảng loạn, hét toáng lên. Bên cạnh đó, một số học sinh cũng nhanh tay cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc có 102 này. Hầu hết mọi người đều cho rằng có lẽ ngôi trường nằm gần đồng ruộng, lại đúng giờ tan trường, cổng mở, nên hai con bò này đã đi lạc vào trong trường. Thưa quý vị, nhắc đến miền Trung thì có lẽ giờ đây không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được nỗi khổ cực, tang thương của người dân nơi đây. Người dân trên cả nước đang hướng về vùng rốn lũ, nhiều hoạt động đóng góp, hỗ trợ cũng đã được thực hiện. Nhiều cán bộ chiến sĩ trên cả nước cũng đã được huy động để giải cứu người dân mắc kẹt trong vùng lũ dữ. Và mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh đội cứu nạn cứu hộ cứu một bé sơ sinh ra khỏi ngôi nhà ngập cao tới nóc khiến nhiều người vô cùng xúc động. Trong clip, đứa trẻ sơ sinh được hai người đàn ông trong đội cứu hộ cẩn thận quấn từng lớp áo bảo vệ rồi đặt lên phao, nhẹ nhàng di chuyển từ trong nhà ra ngoài. Tiếng khóc đầy sợ hãi của đứa trẻ cùng gương mặt căng thẳng của những người trong đội cứu hộ khiến dư luận không khỏi xót xa, đau lòng. Cuối cùng, đứa trẻ đã được đưa lên thuyền và tới nơi an toàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người.